Alo, chị Hà phải không? Đúng rồi. Thầy Nhật Anh này. Dạ em nghe. Thế thỉnh phép xong thấy công việc thế nào, tốt không? Thấy sáng nay thấy nhắn tin đấy. Dạ, mấy hôm nay thấy đỡ hơn đó thầy. Chị buôn bán ngành nghề Dạ. gì? Em bán quán cà phê, bán nước ép, sinh tố các loại á. Em mấy hôm nay là khách đông hơn đợt chưa thỉnh phép à? Dạ đúng rồi. Mà cái hôm mà nhờ thầy ấy xong rồi là thấy chưa nhận phép mà thấy đã nó đã tốt hơn rồi thầy. Cố gắng kêu cầu và làm theo Dạ. hướng dẫn nhá. Dạ. Đấy, làm theo đúng Là hướng dẫn thì nó sẽ lại càng tốt hơn, lại càng linh hơn nhé. Dạ. Quan trọng là phải Mà nói đi. cho em hỏi là đặt ở chỗ ông Tài ông Địa thì em để ở dưới chân ông cũng được đúng không? Được, Chứ miễn là trong dạ. phạm vi ở cái bàn thờ đó là được. Bàn thờ đó, dạ. Đúng. Để Dạ, chỗ chỗ nào nó vâng. kín kín ấy, mất công mèo chuột rồi người ta đi qua người ta tò mò người ta nhấc lên, hiểu không? Em để nấp nấp ở đằng sau cái cạnh của cái bàn thờ á. Được, cố gắng. Nhưng mà vẫn ở trong cái bàn thờ. Đúng Vâng. rồi, lúc nào cũng phải thắp Dạ. nhang khấn xin rồi trái cây hoa tươi, cứ mua rồi héo là phải thay nhé. Dạ vâng. Mình càng kêu Dạ. cầu tốt bao nhiêu thì lộc nó lại càng linh, càng tốt bấy nhiêu. Ví dụ như là có bé bán ở đấy nó cúng được không? Hay là Được, phải mình cúng mới được được, ạ? đưa cho bé đó bán cúng cúng cũng được nhé, ai cúng cũng được hết. Dạ, vâng. Miễn là người trong Dạ. quán. Có người thỉnh Dạ. xong rồi năm trước năm sau mua nhà xây nhà luôn đấy. Ôi dồi vậy hả? Dạ. Dạ, vâng ạ. Đấy. Dạ. Tôi cố gắng và kiêng những cái thứ như em đã chỉ nhé. Dạ. Là không được ăn thịt chó, mèo, thịt trâu, ba cá chép. Với lại Đúng rồi. không được sát sinh động vật, Đúng rồi. kiến, gián gì là cũng không hạn chế đúng không Đúng thầy? rồi, hạn chế để tránh gây hại đến những sinh linh khác nhé. Dạ. Vâng Người ạ. người sử Dạ. dụng cái phép này phải có tâm từ bi. Dạ. Bởi vì đây là phép nhà Phật, chị nhìn thêm mỗi cái lá phép ấy, nó đều có chữ vạn đúng không? Có cái Hình hình chữ vạn thầy đấy. ấy đúng không hình? Hình Dạ. hình như hình chữ thập đấy, chữ vạn đấy. Dạ, đúng rồi. Thì đây là phép của nhà Phật, chính vì thế mình phải có lòng từ bi thì phép nó mới linh được nhé. Dạ, vâng. Dạ. Rồi, thế chị nhé, chào Dạ, vâng. chị. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ.